bài cho tụi con nha. Dạ vâng ạ. Biết nhưng để thì lại không được. Làm sao con? Dạ ý con nói là cái lịch sử của con thì ổn rồi, nhưng còn cái địa thì con không ổn được. À cái địa thì con không ổn hả? À vậy thì bây giờ cô sẽ ốp sửa. Cô sẽ sửa rồi các bạn nhớ dùng cô là các bạn đừng sai nữa nha. Các bạn đừng sai nữa. Rồi đến khi nào làm bài lại một lần nữa thì các bạn làm đúng hơn nha. Dạ. Rồi khi để sửa cho nhanh đó, thì các bạn đọc rồi các bạn trả lời giúp cô cho nó kịp cho nó nhanh nha. Rồi bây giờ câu số 1. Con nhìn thấy màn hình chưa? Dạ rồi ạ. Dạ cô. Đây, con thấy đáp án rồi cô. Rồi, bây giờ đạt cho cô câu số 1, đọc lớn lên cho cô đi con. Dạ thưa cô, là câu số 1, quá trình tiến hóa từ vượng người thành người trải qua các quá trình nào sau đây? A. Vượng người tới người tinh khôn, tới người tối cổ. B. Vượng người tới người tối cổ, tới người tinh khôn. C. Người tối cổ, tới vượng người, tới người tinh khôn. D. Người tinh khôn, tới vượng người, tới người tối cổ. Rồi con chọn đáp án là câu nào? Dạ thưa cô, là con chọn đáp án câu B. À đúng rồi, đáp án câu B là câu chính xác. Các bạn nhớ dùng cô nha. Và từ vượn người thành người trải qua 3 quá trình. Quá trình thứ nhất là vượn người, sau đó là đến người tối cổ, sau đó là người tinh khôn. Các bạn nắm được chưa? Nhớ nha tụi con. Câu số 2, bạn Hồng Ân, Dương Võ Dương Hồng Ân, đọc cho cô câu số 2 đi con. Dạ thưa cô, câu 2, những dấu tích của người tối cổ ở Việt Nam đã được tìm thấy ở tỉnh, thành phố nào ở đây? A. Thành phố Hồ Chí Minh. B. Hà Nội. C. Đồng Nai. D. Đà Nẵng. Con chọn đáp án là câu nào con? Thưa cô, con chọn đáp án là câu C, Đồng Nai. À đúng rồi, đáp án câu C là câu chính xác. Bạn Khánh Trân sửa cho cô câu số 3. Bạn nào sai các bạn sửa vào vở nha tụi con, để lần sau kiểm tra thì nếu mà ra lại câu này thì các bạn biết cách làm cho đúng nha con. Khánh Trân đọc cho cô câu số 3 đi con. Dạ thưa cô, là câu 3, người xưa sáng tạo ra lịch dựa trên cơ sở nào? A. Dựa vào sự kiện xuống của thủy triều. B. Dựa vào đường chim bay. Chim bay. Đường chim bay. C. Dựa vào quan sát các sao trên trời. D. Dựa vào thời gian mọc lặn di chuyển của mặt trời và mặt trăng. Dạ cô chọn câu D, dựa vào thời gian mọc lặn di chuyển của mặt trời mặt trăng. À đúng rồi, đáp án chính xác là câu D. Các bạn nhớ nhé, người xưa để tạo ra lịch là người ta dựa vào sự di chuyển của mặt trời và mặt trăng. Câu số 4, câu số 4, cô mời bạn Chi Dũng. Chi Dũng. Dạ. Đọc cho cô câu số 4. Người tối cổ xuất hiện cách đây bao nhiêu năm? A. 2 triệu năm. B. 3 triệu năm. C. 4 triệu năm. D. 5 triệu năm. Dạ cô, con chọn câu C, cô 4 triệu năm. À, câu C là đáp án đúng. Đúng rồi, bạn Chi Dũng có học bài tốt lắm. Bạn Khắc Lễ. Bạn Khắc Lễ đọc cho cô câu số 5. Một thế kỷ có bao nhiêu năm? A. 100 năm. B. 20 năm. C. 10 năm. D. 200 năm. Đáp án của con là? Câu là câu A, 100 năm. À đúng rồi, đáp án là 100 năm. Cô mời bạn tiếp theo, bạn Hồng Trần, Trần Hồng Kim gì đó, bạn Kim. Em ơi cô Lý ơi. À, xin em lỗi ơi. Dạ, dạ. Dạ xin lỗi cô. Yến Oanh ơi, Yến Oanh. Dạ. Yến Oanh. Đọc cho cô câu số 6 đi con. Cô cho phép một từ sao đây, nguồn dữ liệu nào là tư liệu hiện vật? A. Công trình kiến trúc đồ gốm của người xưa. B. Thân tinh thủy tinh. C.
Bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. D. Bản thảo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. À, con chọn đáp án là câu nào con? Con chọn câu A, công trình. Đây, đáp án câu này là câu A, đúng rồi. Các bạn nhìn vào sách giáo khoa cho cô, các bạn mở cho cô sách giáo khoa cho cô đi con, trang 12, 13. Các bạn mở sách giáo khoa trang 12, 13. Cái bài đầu tiên đúng không cô? Đúng rồi, bài đầu tiên trang 12, 13. Đây, các bạn nhìn vào trang 12, 13. Vậy các bạn hãy cho cô biết nè. Khánh Trinh ơi, Khánh Trinh. Dạ. Khám phá quá khứ từ nguồn sử liệu. Vậy con thấy là có mấy nguồn sử liệu? Là 4, tư liệu gốc, tư liệu truyền miệng, tư liệu chữ viết và tư liệu hiện vật. À đúng rồi, vậy thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy 4 bức hình ở trong trang 12 và 13 không? Các bạn thấy 4 bức hình chưa? Lời bản thảo, lời kêu gọi của hàng toàn quốc kháng chiến đó chính là tư liệu gốc. Các bạn nhìn vào truyền thuyết thánh gióng gặp ân bay lên trời từ đỉnh Sóc Sơn Hà Nội ngày nay. Hay còn gọi đó là tư liệu truyền miệng. À, còn truyền thuyết là Sơn Tinh Thủy Tinh, Thánh Gióng cũng là tư liệu truyền miệng. Còn bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội đó là tư liệu gì đúng không? Tư liệu chữ viết. À, tư liệu chữ viết đúng rồi con. À, rìu góc vuông trang trí cảnh đó là tư liệu hiện vật. Tư liệu. Đúng rồi, vậy các bạn nhớ nhé, công trình kiến trúc đồ gốm của người xưa còn để lại đó chính là tư liệu hiện vật. Vậy thì câu này bạn đã làm đúng câu A, nhớ nha tụi con. Rồi bây giờ sang cho cô nè, Gia Khang. Gia Khang ơi, Gia Khang cơ sở 4. Con đọc cho cô câu số 7. Đọc cho cô câu số 7 đi con. Ý nào sau đây cho anh thấy sự phát kiểu về đời sống của người tinh khôn so với người tối tổ? A. Biết săn bắt hái lượm. B. Giết gà đảo đá làm công cụ. C. Biết dùng lửa sưởi ấm nướng chín thức ăn và xua đuổi thú dữ. D. Trồng rau trồng lúa và chăn nuôi gia súc. Biết làm đồ trang sức. Rồi đáp án của con là câu nào? Dạ đáp án của con là câu D ạ. À đúng rồi, câu D là câu đáp án đúng. Các bạn nhớ nhé, người tối cổ là chưa biết trồng rau, chỉ có người tinh khôn mới biết trồng rau, trồng lúa, chăn nuôi gia súc, biết làm đồ trang sức thôi. Rồi câu số 8. Học Minh, đọc cho cô câu số 8 đi con. Câu số 8 hả cô? Đúng rồi. Dạ thưa cô, câu số 8 là... Con ơi, cái mạng của con nó bị sao rồi đấy. À, Khánh Trinh ơi, Khánh Trinh đọc dùm cô đi Khánh Trinh. Dạ thưa cô, người xưa dựa vào đâu để tính ra âm lịch? A. Sự di chuyển của các vì sao. B. Sự di chuyển của mặt trăng quanh trái đất. C. Sự di chuyển của mặt trời quanh trái đất. D. Sự di chuyển của mặt trăng quanh mặt trời. Đáp án của con. Dạ thưa cô, là câu B, sự di chuyển của mặt trăng quanh trái đất ạ. À, đáp án của bạn Khánh Trinh là câu B, là câu chính xác. Được chưa? Câu B là câu chính xác. Cô ôn như vậy các bạn có nắm được không đủ con? Nếu các bạn nhớ ghi lại nha con, để nhớ nha. Đây, câu số 9, cô mời bạn Thái Bình. Câu số 7 con quên ghi. Vị tuyến nào là vị tuyến dài nhất? Dạ thưa cô, là câu... Con chọn đáp án nào con? Dạ cô, là câu D. Chọn đáp án câu D. Câu nào? Mỹ vô đi, dậy sinh đi, Mỹ vô đi nha con. Dạ cô, là câu D. D
vĩ tuyến 90 độ hả con? Dạ. Yeah. Đây, các bạn lưu ý cho cô nè, có một số bạn nói là cái câu địa lý các bạn chưa có nắm nè. Các bạn lưu ý cho cô, vĩ tuyến là những vòng tròn trên bề mặt quả địa cầu. Các bạn nhớ chưa? Là những vòng tròn trên bề mặt quả địa cầu. Bây giờ các bạn mở dùm cô sách giáo khoa ra, trang. Mở dùm cô sách giáo khoa ra trang 114. Trang 114. Rồi các bạn thấy là vĩ tuyến là những vòng tròn trên bề mặt quả địa cầu. Vậy thì vĩ tuyến nào, vòng tròn nào là vòng tròn dài nhất? Dài nhất, vòng tròn nào là vòng tròn lớn nhất? Vòng tròn nào là vòng tròn dài nhất? Vòng tròn nào là vòng tròn lớn nhất? Bạn Quang Anh. Quang Anh, cơ sở 4 á. Quang Anh ơi. Dạ. Rồi, theo con thì con chọn vĩ tuyến nào là vĩ tuyến dài nhất, lớn nhất? Nếu cô là câu C. Là câu C. Vĩ tuyến 60 độ á. Dạ. Dạ con. Đạt. Dạ thưa cô, là con chọn câu A, vĩ tuyến 0 độ, đường xích đạo. À, các bạn nhìn cái vòng tròn các bạn thấy là gì? Cái đường xích đạo là đường số 0, nằm ngay chính giữa quả địa cầu, đường màu đỏ đó được con. Có phải là vòng tròn nằm ngay cái bục, ngay nằm ngay chính giữa quả địa cầu? Đó là vòng tròn lớn nhất. Còn vòng tròn 90 độ có nghĩa là nằm ở đâu? Là điểm cực bắc và điểm cực nam, là vòng tròn nhỏ nhất nha tụi con. Tụi con nhớ giùm cô nha, vĩ tuyến 90 độ có nghĩa là vĩ tuyến nằm ở phía trên cực bắc và cực nam của quả địa cầu. Còn vòng tròn nằm ngay giữa quả địa cầu, đấy là vòng tròn lớn nhất. Nghe tụi con, gọi là đường xích đạo. Vậy thì câu số 9 này các bạn nhớ chọn cho cô là câu A. Câu số 10. Bạn học Minh đọc được không? Còn học Minh, con có nhìn thấy màn hình không? Con đọc dùm cô câu số 10 đi con. Con ơi, con đọc cả lớp không nghe được. Thôi cô xin mời bạn Trịnh Công Tâm. Dạ thưa cô, câu số 10 là câu C. Con ơi, cô yêu cầu, cô muốn con là đọc hết ca cả lớp nghe mà nãy giờ đọc không nghe được. Bạn Trịnh Công Tâm. Trịnh Công Tâm đọc lớn lên cho cô câu số 10 đi con. Dạ. Độ dài của kính tuyến góc so với các kính tuyến khác như thế nào? A. Ngắn hơn. B. Dài hơn. C. Bằng nhau. D. Nhỏ nhất. Con chọn câu C. Bằng nhau. À đúng rồi, các bạn nhớ dùm cô nha. Tất cả các kính tuyến đều đi từ cực bắc đến cực nam của quả địa cầu. Các bạn nhớ nhé, đều đi từ cực bắc đến cực nam của quả địa cầu. Do đó tất cả các kinh tuyến đều bằng nhau. Tất cả các kinh tuyến đều bằng nhau. Các bạn nhớ dùm cô nha. Đây, bạn nào chưa tắt mic đi con. Bạn nào chưa tắt mic đi. Cô mời bạn Lê Thanh Hải số 9 nè. Lê Thanh Hải số 9 đọc cho cô câu 11 đi con. Các vòng tròn bao quanh quả địa cầu song song với đường xích đạo là đường A. Kinh tuyến. B. Kinh tuyến góc. C. Vĩ tuyến góc. D. Vĩ tuyến. Câu này con chọn đáp án là câu nào? Việt Thành ơi, giúp bạn đi con. Việt Thành, dạ. Câu dạ. Này con chọn câu nào con? Dạ thưa cô, các phần chọn đó thì câu dạ, thưa cô. Chọn câu nào? Dạ. Cái kinh tuyến góc cô. Các vòng tròn trên quả địa cầu song song với đường xích đạo gọi là đường gì? Cô nói tụi con rồi, cô học tụi con học cái này rồi mà con.
Chúng con mở cho cô bài số 1 đi. Bài số 1, Trần Anh Quân. Trần Anh Quân. Trần Anh Quân ơi, con đọc dùm cô bài số 1 môn địa lý đi con. Bài số 1 trên môn địa lý, các vòng tròn trên quả địa cầu song song với đường xích đạo được gọi là gì con? Thấy được chưa các bạn ơi? Ngọc Thủy ơi, Ngọc Thủy thấy chưa con? Thấy rồi. Ngọc Thủy ơi, Ngọc Thủy thấy chưa? Rồi. Đây, Ngọc Thủy đọc lớn lên giùm cô các vòng tròn bao quanh. Quỳnh An ơi, mở cam, Quỳnh An. Đọc giùm cô đi Ngọc Thủy. Học Minh ơi, Học Minh. Học Minh ơi. Học Minh ơi, Học Minh. Học Minh cái mic nó bị hư rồi. Học Minh cái mic nó bị hư rồi. Ngọc Thủy ơi. Dạ. Con có nhìn bài số 1 con có ghi bài không con? Bài số 1 môn địa lý con có ghi bài không? Con trả lời cô đi Ngọc Thủy. Ngọc Thủy ơi. Dạ có. Đây, đây con có ghi bài về con nhìn vô cho cô bài số 1, phần số 1 là mã hệ thống kinh vĩ tuyến, con đọc cho cô vĩ tuyến là gì con? À, con biết con. Nguyễn Chu Minh đọc giúp cô đi con. Nguyễn Chu Minh đọc giúp cô đi con. Dạ. Con vĩ tuyến có gì? Dạ. Các vòng tròn bao quanh quả địa cầu song song với đường xích đạo là đường A kinh tuyến, B kinh tuyến lớp, C vĩ tuyến lớp, D vĩ tuyến. À, con chọn đáp án là câu nào? Dạ con chọn vĩ tuyến. Rồi, cảm ơn con. Các bạn ơi, các bạn ghi bài rồi mà bây giờ cô bảo các bạn mở vở ra để cho cô, các bạn mở vở ra và đọc lại cho cô cái phần này. Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng đọc lại dùm cô bài số 1, phần số 1 hệ thống kinh vĩ tuyến đi con. Dạ. Yeah. Thế là mình là xét mình đọc hay là mình vẫn là vậy những cái bài con mở vở, con mở vở ra con đọc dùm cô kinh tuyến là vĩ tuyến là gì đi con, vĩ tuyến là gì? Dạ thưa cô, là trong này con ghi là vĩ tuyến. Rồi, xuống dòng vĩ tuyến là các vòng tròn bao quanh quả địa cầu song song với đường xích đạo. Xuống dòng thứ hai con ghi là vĩ tuyến gốc là đường xích đạo có chiều dài lớn nhất chia chia thành hai bán cầu bắc và bán cầu nam. À đúng rồi. Các bạn ơi, các bạn học lại cho cô bài số 1 đi nha tụi con. Bài số 1 là bài quan trọng của môn địa lý mà các bạn không học thì làm sao các bạn làm bài kiểm tra được nha. Bạn nào chưa học các bạn học lại, bạn nào chưa chép bài các bạn chép vào lại. Nãy giờ cô bảo Ngọc Thủy nó mở vở ra nó tìm đọc lại cho cô, nó cũng không tìm được nó viết ở chỗ nào luôn á. Rồi bây giờ sang cho cô câu 12. Câu 12 Tân Trọng. Tân Trọng đúng không? Bạn đó là Tân Trọng. Tân Trọng. Dạ. Tân Trọng. Đọc cho cô câu 12. Đọc lớn lên câu 12. Dạ thưa cô, kinh tuyến gốc và tuyến gốc có điểm chung là cùng mang số độ bằng bao nhiêu? A là không, đọc lớn lên. A là 0 độ, B 30 độ, C 90 độ, D 180 độ. Đáp án của con chọn là câu nào? Đáp án của con chọn là dạ, câu nào? Dạ thưa cô là câu câu B. Con ơi, cho cô biết vĩ tuyến gốc là bao nhiêu độ con? Dạ thưa cô là câu B 30 độ. Cô ơi, con mở giùm cô bài số 1 ra.
có một bài số 1 môn địa lý, có một bài số 1 thôi mà cô hỏi nãy giờ mấy câu các bạn không trả lời được. Tất cả các bạn hãy mở cho cô vở bài số 1 ra. Nhanh lên, các bạn hãy mở cho cô vở bài số 1 ra. Các bạn chép bài, các bạn không học bài gì hết. Nãy giờ cô ôn phần địa lý chỉ một bài duy nhất là bài số 1 thôi đó các con. Cô ôn có một bài duy nhất là bài số 1 thôi để làm bài kiểm tra thôi. Mà nãy giờ cô nói tụi con mở ra, tụi con không xem gì hết. Rồi bây giờ các bạn thấy nào. Mở hết vở ra được chưa? Rồi Lê Thanh Hải. Lê Thanh Hải. Lê Thanh Hải. Bạn Lê Thanh Hải đâu? Cho cô biết nè, đọc cho cô, đọc cho cô vở bài số 1 cho cô biết vĩ tuyến gốc là gì con. Đấy, mở vĩ tuyến gốc là đường xích đạo có chiều dài lớn nhất, chia trái đất thành hai bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Vĩ tuyến gốc có số độ là bao nhiêu con? Vĩ tuyến gốc hay còn gọi là vĩ tuyến số 0 là vĩ tuyến lớn nhất hay còn gọi là đường xích đạo. Được chưa? Rồi, bạn Việt Thành cho cô biết kinh tuyến gốc là kinh tuyến nào con? Kinh tuyến gốc. Dạ thưa cô, kinh tuyến. Vở con bài số 1 môn địa lý, bài số 1. Cô nhắc lại bài số 1 môn địa lý. Kinh tuyến gốc. Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng đọc cho cô kinh tuyến gốc là kinh tuyến nào con? Dạ thưa cô, kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến không độ đi qua đài thiên văn Greenwich của thủ đô London nước Anh. À, cảm ơn con. Vậy thì tất cả đường kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc đều có chung một số độ là số gì tụi con? Số 0, số 30, số 90 hay số 180 tụi con? Đáp án là số 0. Nhớ nha tụi con. Tụi con ơi, có một bài số 1 môn địa lý thôi. Cô hỏi tụi con có 8 câu địa lý. Có một bài số 1 thôi. Trong 8 câu này chỉ một bài số 1. Các bạn nhớ dùng cô về nhà coi, học cho cô bài số 1 môn địa lý. Cô Lý ơi, nếu mà bạn nào mà không làm theo yêu cầu của cô viết tên lại trừ điểm và cô gửi cái danh sách đó cho em để em làm việc phụ huynh luôn cô. Dạ vâng ạ. Cô nhắc lại lớp nha, tập trung học nha. Cô thấy là cái giờ môn sử địa là mấy bạn không có được tập trung đó. Mà như vậy là ảnh hưởng kết quả thi nha. Đã nói mở vở bài trang số 1 ra để làm bài mà không thấy mở vở trả lời, không bật mic lên để trả lời nữa. Dạ cô cứ cô hỏi mà không có hợp tác thì cô viết danh sách cô gửi lại em làm việc với phụ huynh cô. Dạ cảm ơn cô ạ. Rồi bây giờ tiếp theo sang cho cô câu 13. Trần Anh Quân. Trần Anh Quân đọc cho cô câu 13. Là vĩ tuyến nào chia quả địa cầu thành hai phần bằng nhau, bán cầu Bắc và bán cầu Nam? Vậy, câu A là vĩ tuyến không độ là đường xích đạo. Câu B là vĩ tuyến 30 độ. Câu C là vĩ tuyến 60 độ. Câu D là vĩ tuyến 90 độ. Là rồi, đáp án của con chọn là câu A là vĩ tuyến không độ là đường xích đạo. À đúng rồi, đáp án là câu A. Rồi tiếp theo cô sang câu 14. Câu 14 Trịnh Công Tâm. Trịnh Công Tâm. Những kinh tuyến nằm ở phía đông kinh tuyến gốc đến kinh tuyến 180 độ gọi là A. Những kinh tuyến bắc. B. Những kinh tuyến đông. C. Những kinh tuyến nam. D. Những kinh tuyến tây. Đáp án của con là Đáp án của con là
B. Kinh tuyến, những kinh tuyến đông. Đáp án của con là kinh tuyến. À, kinh tuyến đông, đúng rồi. Nên là con lưu ý là những kinh tuyến nằm bên phía đông. Các bạn thấy không? Phía đông thì chúng ta nhớ là phía đông thì gọi là kinh tuyến. Kinh tuyến đông, được chưa cô B? Yeah. Các bạn đọc, các bạn nhớ kỹ nha. Câu số 15. Câu số 15 bạn Quang Anh đọc lớn lên cho cô câu hỏi câu 15. Minh Lộc ơi, con đổi tên lại cho cô giúp cô nha. Rồi con mở cam lên để học bài nha Minh Lộc. Đã đến cực bắc rồi gọi là... A. Những vĩ tuyến nam. Đọc lớn lên cho cô coi. A. Những vĩ tuyến nam. B. Những vĩ tuyến bắc tây. C. Thí Dũng ơi, mở cam. Bắc. Thôi cô, câu D sao lại là câu B? Câu D, những vĩ tuyến đông. Con chọn câu nào con? Con chọn câu nào? Đấy, bài số 1 trong vở có ghi rồi nha con. Cô cho ghi rất là đầy đủ rồi cơ. Mỗi cơ này cái dùng con nó cũng vậy. Chính Dũng đọc cho cô đi con. Dạ. Dạ thưa cô, là những vĩ tuyến nằm từ xích đào đến cực bắc gọi được gọi là, theo con là con sẽ chọn câu C, những vĩ tuyến bắc. À, các bạn nhớ dùng cô trong vở có ghi rồi nha tụi con. Những vĩ, dạ, những vĩ tuyến nằm từ xích đào đến cực bắc được gọi là vĩ tuyến bắc. Các bạn cứ nhớ chữ bắc là vĩ tuyến bắc mà chữ nam là vĩ tuyến nam. Nhớ dùng cô nha tụi con. Còn kinh tuyến, dạ, mà nó... Ví dụ như các bạn thấy là kinh tuyến đông thì các bạn phải chọn đó là kinh là phía đông, có nghĩa là kinh tuyến đông, và phía bắc là vĩ tuyến bắc. Các bạn cứ nhìn cái câu nào có chữ bắc thì các bạn đánh dấu vô. Được chưa các bạn? Dạ. Rồi bây giờ sang cho cô câu 16. Dạ. Câu 16. Huyền bí. Câu 16. À, bạn Trung, bạn Khánh Linh ơi, Khánh Linh. Câu 16 con đọc lớn lên cho cô. Dạ vâng ạ. Những kinh tuyến nằm ở phía tây kinh tuyến gốc đến kinh tuyến 180 độ gọi là những A. Những kinh tuyến bắc. B. Những kinh tuyến đông. C. Những kinh tuyến nam. D. Và D. Những kinh tuyến tây. Đáp án của con là? Dạ câu D ạ. À đúng rồi, các bạn nhìn cái chữ Tây thì các bạn nhớ chọn chữ Tây. Các bạn nếu nhìn cái chữ Bắc thì các bạn chọn chữ Bắc, mà các bạn thấy chữ Đông thì các bạn chọn chữ Đông. Được chưa được con? Rồi tiếp theo, cô mời bạn Bảo An. Yeah. Bảo An đọc cho cô câu số 17. Bảo An đọc cho cô câu số 17. Dạ. Yeah. Truyền thuyết Thánh Gióng đánh giặc Ân và bay lên trời từ đỉnh Sóc Sơn, Hà Nội ngày nay, và thời vua Hùng thứ 6 thuộc nguồn sử liệu nào sau đây? A. Tư liệu gốc. B. Tư liệu truyền miệng. C. Tư liệu hiện vật. D. Tư liệu chữ viết. Để chọn cho cô đáp án là câu nào con? Dạ thưa cô, là con sẽ chọn câu B ạ. À đúng rồi, câu B là đáp án chính xác. Rồi, sang phần câu tiếp theo. Quỳnh Anh ơi, Quỳnh Anh chọn đọc cho cô câu 18 đi con. Quỳnh Anh. Dạ thưa cô, là em hãy cho biết ngày lễ nào dưới đây được tính theo dương lịch. A. Ngày Tết dương lịch. B. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. C. Ngày Tết Nguyên Đán. Đáng. D. Ngày Tết Trung Thu. Cô cơ là em chọn là câu B. Bảo Nhi ơi, Bảo Nhi, bạn chọn câu B đúng hay sai con? Em thương cô là bạn chọn câu B là sai. Theo con thì con chọn câu nào? Theo con thì con chọn câu A. À đúng rồi, cô nói các bạn lưu ý nè. Các bạn thấy nè, người ta nói là tính theo dương lịch. Đúng không tụi con? Tính theo dương lịch thì tụi con nhìn cái chữ nào có chữ dương lịch. À, tính theo dương lịch. Có chữ Tết dương lịch.
Đúng rồi, Tết dương lịch thì chắc chắn là phải tính theo dương lịch rồi nha. Còn giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 là âm lịch nha tụi con. Dạ. Rồi, bây giờ đọc cho cô Trường Khánh ơi. Trường Khánh, đọc cho cô câu 19 đi con. Em hãy cho biết ngày lễ nào dưới đây được tính theo lịch âm. À, ngày Quốc Khánh 2 tháng 9. B, ngày giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3. C, ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. D, ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 10 20 tháng 11. Rồi cô trả lời còn là câu B, ngày giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3. Đúng rồi, các bạn nhớ nhá, ngày giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 được gọi là ngày âm lịch. Đây, câu số 20. Câu số 20. Hoàng Vũ Phong. Phan Vũ Phong, đọc cho cô câu 20. Cái mic của Vũ Phong, cái mic của Vũ Phong bị hư rồi con ơi, mic của con bị hư rồi. Bạn Nguyễn Gia Bảo ơi, Nguyễn Gia Bảo, cơ sở 1. Con đọc cho cô câu 20 đi con. Cô người tinh khôn không có đặc điểm nào dưới đây. A, có cấu tạo giống người ngày nay. B, có bộ não lớn hơn. C, có hơi trùng. Trí Dũng ơi, con mở cam lên Trí Dũng. D, có bàn tay khéo léo hơn. Nước con chọn A, có cấu tạo giống người ngày nay. Không mà con, người tinh khôn không có đặc điểm nào dưới đây. Không nha con. Không có đặc điểm nào dưới đây. Được, cô là chọn D ạ. À. Câu nào con? Được, cô D. Có bàn tay khéo léo hơn ạ. À. Người tinh khôn không có đặc điểm nào cơ mà con. Bội Đinh. Bội Đinh, câu này con chọn câu nào con? Bội Đinh ơi. Tà Bội Đình hay Tà Bội Đinh á? Dạ cô. Con câu này con chọn câu nào? Dạ thưa cô, con chọn câu A. Người tinh khôn không có đặc điểm nào dưới đây. Con lưu ý không, chứ không phải là có nha. Không có đặc điểm nào dưới đây, đọc kỹ đề. Dạ thưa cô, con chọn câu... Không có đặc điểm nào dưới đây. Có A, cấu tạo giống người ngày nay. B, có bộ não lớn hơn. C, có hình dáng giống vượn người. D, có bàn tay khéo léo hơn. Con chọn câu B. Có bộ não lớn hơn. Bảo Nhi, rồi cảm ơn con. Bảo Nhi chọn câu nào con? Em ơi cô là... Người tinh khôn không có đặc điểm là dưới đây, thì em chọn câu hình dáng giống vượn hơn ạ. À, câu C là câu đáp án đúng nè con. Tại vì người tinh khôn lúc này đã đứng thẳng rồi. Do đó là không có hình dáng giống vượn nữa. Các bạn hiểu chưa? Vượn người nè. Rồi quá trình tiến hóa trở thành người tối cổ nè. Rồi người tối cổ tiến hóa thành người tinh khôn. Vậy bây giờ người tinh khôn thì sẽ không có hình dáng giống như một người nữa. Các bạn nhớ chưa? Người tinh khôn sẽ không có hình dáng giống như một người nữa. Một người là còn đi bằng bốn chân. Rồi leo trèo là chủ yếu. Còn người tinh khôn là đã đứng thẳng và đi bằng hai chân rồi. Không có leo trèo. Lông tiêu giảm rồi, các bạn nhớ dùng cô. Vậy thì người tinh khôn không có hình dáng giống vượn người. Các bạn nhớ nha. Vậy thì 20 câu, 20 câu ôn tập vừa rồi, các bạn có thắc mắc gì không? Dạ không, dạ cô hiểu lý do vì sao con sai rồi. Các bạn hiểu được chưa? Vậy thì chiều tối nay cô sẽ cho các bạn làm bài kiểm tra, các bạn sẽ làm được không? Dạ được rồi cô, 50% làm được. 50%. Tại sao là 50%? Cô đã cho các bạn làm tối ngày hôm qua phần bài tập rồi. Rồi đến ngày hôm nay cô đã sửa cho các bạn rồi.
Rồi đến tối nay các bạn sẽ làm lại cho cô bài kiểm tra và chỉ có 10 câu trong vòng 15 phút thôi. Rồi các bạn sẽ làm lại cho cô được không? Được không? 15 phút cho các bạn. Cô cho các bạn làm 10 câu để lấy điểm kiểm tra 15 phút kiểm điểm tra thường xuyên số 1. Nha tụi con. Dạ. Được chưa? Mấy giờ bắt đầu vậy cô? Chiều nay tụi con có học buổi chiều không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Buổi chiều con có bài tập. Buổi chiều. Rồi cô sẽ liên hệ, cô sẽ liên hệ với cô Hồng nha. Cô sẽ liên hệ với cô Hồng và cô Hồng sẽ sắp thời gian cho các bạn làm bài. Được chưa các bạn? Dạ. Dạ được cô. Rồi. Còn cái phần cô bài lấy... Cô lấy 10 câu bất kỳ hết. Cô lấy 10 câu bất kỳ trong 20 câu cho các bạn làm. Được chưa? 10 câu dạ. bất kỳ trong 20 câu cho các bạn làm. Ừ. Rồi cô dạ. hỏi bạn, cô hỏi các bạn nè. Hôm trước các môn địa lý các bạn học đến đâu rồi? Học tới tỷ lệ bản đồ. Học hết cái phương hướng trên bản đồ. Bây giờ tới tỷ lệ bản đồ cô. À, phương hướng trên bản đồ. Rồi các bạn đã làm bài tập rồi đúng không? Dạ đúng rồi cô. Rồi cô bảo các bạn vẽ. Vẽ cái này vào trong vở các bạn vẽ chưa? Dạ rồi. Vẽ rồi cô. Con vẽ rồi đúng không? Vẽ rồi. Rồi bây giờ vẽ rồi đúng không? Vậy các bạn hãy cho cô biết nè. Bản đồ là gì? Thằng Đạt đọc lớn lên cho cô bản đồ là gì con? Dạ thưa cô, là bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất. Bạn Tiến Dũng đọc lại cho cô đi. Ghi hơn bậc cao lên con. Dạ thưa cô, là bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên mặt phẳng của giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất. À, chúng ta thấy là gì? Khi trái đất của chúng ta, toàn bộ bề mặt trái đất của chúng ta hay toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam của chúng ta được thu nhỏ trên một mặt phẳng tờ giấy thì chúng ta được gọi đó là bản đồ. Vậy thì bản đồ được thu nhỏ như thế nào? Thì chúng ta phải tìm hiểu phần số 2, đó là tỷ lệ bản đồ. Tỷ lệ bản đồ cho ta biết điều gì? Bạn Quỳnh Anh đọc lớn lên cho cô coi. Dạ cô. Tỷ lệ bản đồ. Tỷ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ của khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách trên thực địa. À đúng rồi, các bạn sang cho cô phần số 2, các bạn ghi bài cho cô tỷ lệ bản đồ. Ghi tiếp bài số 2, ghi tiếp cái phần bài số 3 nha con. Hôm trước các bạn đang học á, các bạn ghi tiếp vào, các bạn đừng có gạch ngang qua. Các bạn ghi cho cô số 2 tỷ lệ bản đồ. Rồi gạch đầu dòng. Tỷ lệ bản đồ cho biết. Tỷ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ mức độ thu nhỏ của khoảng cách trên bản đồ sắp ra chơi rồi nha mấy bạn, còn chút xíu nữa thôi mấy bạn ráng cho xong rồi mấy bạn đi vệ sinh luôn nha.
cô nãy giờ cô có thấy con con không dạ, cô? Bạn nào chép xong rồi các bạn ra chơi nha. Dì Hưng mở cam nha con. Dạ con chào cô Lý, con ra chơi cô. Con chào xong rồi ra chơi. Chào cô ơi, con đi ra ngoài đây. Cô ơi, cô ơi, cho con hỏi nha cô, nãy giờ cô có thấy con tắt cam không cô? Không con. Cho con thấy ở dưới cô, đây là con tắt cam con đi chơi. Rồi bạn nào chép bài xong rồi tắt mic tắt cam ra chơi, 9:20 mấy bạn vào phòng lại nha. Vâng ạ. Mình chép xong cái chỗ màu xanh rồi mình mới được ra chơi đúng không cô? Đúng rồi. Chào cô Lý, hẹn cô vào thứ sáu tuần này. Chào cô Lý, chào hẹn cô thứ sáu tuần này. Trời trời, cảm ơn tụi con. Chiều nay tụi con nhớ làm bài kiểm tra cho cô nha. Dạ. Ôi, cô nha, con ra chơi. Con chép xong rồi con ra chơi đây. Rồi. Cô ơi, chiều nay là sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm đúng không cô? Ơi, cái bài kiểm tra đúng đó rồi. Là thời gian bao nhiêu phút vậy cô Lý thôi? Bài kiểm tra đó đang tính hỏi cô để coi xem là nó có 20 phút hay là mình phải quy định là 15, 45 hay là 30 vậy cô Hồng? Ý là trên shop đó hả cô? Dạ, đúng rồi. Nó có thời gian mình tự đặt mà. À chứ nó không có cố định hả? Tại vì cái nhiều khi cái bài kiểm tra thì nó có 15 là hoặc là 45 à, à dạ em nên hiểu là, rồi. Nên là muốn vậy, hỏi thử xem á. Cô đặt 30 phút đi cô. Dạ dạ dạ. Rồi có gì mình báo cho cô rồi cái lịch với cái giờ nha. Dạ dạ. Dạ dạ cảm ơn. Dạ cô ơi, cho con tắt cam mới nha cô.